Thông qua nhiều hoạt động thiết thực như kết nối kinh doanh, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu khách hàng cho nhau, qua đó giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng doanh thu, nên các chapter BNI tại Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Từ một chapter ban đầu được thành lập vào năm 2013 với 20 thành viên, đến nay toàn tỉnh có 3 chapter BNI gồm Caption Rec, BNI Trinity và BNI Petro với hơn 130 thành viên. Cứ 6 tháng một lần, các chapter BNI tại Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chuyển giao ban điều hành. Trong nhiệm kỳ vừa qua, từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 9 năm 2024, 3 chapter của BNI đã kết nạp 36 thành viên mới, trao cho nhau gần 5.300 cơ hội kinh doanh với tổng trị giá gần 43 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025, các chapter đặt ra mục tiêu kết nạp thêm 40 thành viên mới, doanh thu từ các buổi kết nối giao thương đạt 70 tỷ đồng.